Nghe được không? Tôi đã chiếm giải quán quân ở trên kia và được gọi là Tiêu Dương. Nè, tới phiên cô. Ê, tôi không biết thổi cái này. Mình thổi sáo mà không biết thổi hả? Vậy sao kêu tôi thổi? Thôi nói thiệt đi, là mời đi chỗ khác chơi, đừng cản trở chỗ làm ăn của tôi. Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, em của cô cho tôi ở tạm chỗ này mà, không nói cho cô biết sao? Ở tại chỗ này, mình à. Cái chuyện gì? Mình à, cái thằng khùng này đây, đòi ở tại chỗ này. Ông bạn, chơi đã thì thôi, tại sao còn đòi ở chỗ này nữa? Có tiền thì bữa khác tới chơi tiếp đi. Tôi không có tiền. Hả? Không có tiền mà tới chơi? Dứt nó. Wow, 12 giờ rồi. Ai? Ra đi mau. Là nó. Thằng kia cởi áo. Cởi áo? Tao kêu mày cởi áo. Cởi. Làm gì? Cởi hay không? Mày không cởi hả? Cởi. Áo. Tới đây. Cởi. Tới đây. Đừng, đừng, đừng. Đừng, đừng. Trời. Hiếp dâm. Hiếp dâm. Đừng. Đừng, đừng nha, đừng. Trời hiếp dâm, đừng. Trời đừng. Hiếp dâm. Mày bị điên hả? Vô lại. Lần sau mày có dẫn tôi đi chơi bời thì đừng có dẫn tới ổ điếm. Người ta biết địa chỉ của mày. Tao bây giờ bỏ hết quần áo của mày. Có mày cầu chạy đâu. Cởi luôn cả cái quần tắm của mày ra. Quần tắm? Tại sao phải đưa cho mày? Đưa hay không? Đưa. Vừa đủ đấy chứ. Nè, coi chừng chết lạnh mày đó. Tao đâu phải là không cho mày ngủ chung. Tại sao lại mở bồn nước ấm để mà ngủ vậy? Không thì sao? Tối ngày cởi sau lưng người ta, có cái gì cộm cộm? Ai biết mày muốn làm gì? Làm gì mày chứ? Nói chuyện không có chiều sâu. Con người tôi làm việc rất là nguyên tắc. Hãy phù hộ cho tôi sớm kiếm được việc làm để tôi dọn phước đi cho rồi. Nè, mấy chục này đây á, tao lấy từ đầu giường của mày, sau này tao trả lại. Đời là như vậy đó, ai biểu mày gả tao trước? Để tôi làm thử. Để tôi làm mà. Đi. Tôi học nhanh lắm. Đi đi mà. Đồng Phương. Ê, để chút. Đồng Phương. Đồng Phương. Tôi báo Đồng Phương phải không? Ừ. Thôi một đồng đi. Đồng Phương nhiêu tiền vậy? Hãy tới phòng làm việc là người ta giúp. Hãy ra đi chỗ khác thử đi. Tại sao vậy? Không được mà. Tay phải của tụi mình như vậy mà cũng không chịu mướn, thiệt là khùng quá đi. Anh bạn à, tôi biết anh có sớt. Tôi đâu có nói anh dở. Một mình làm bằng 10 như vậy anh em của tôi chắc là thất nghiệp đó. Đi chỗ khác đi. Tôi làm nhẹ tay chút. Đi bản báo đi. Tôi đã thử rồi mà cũng không mướn. Thì thử đổ cất. Không có lý do gì mà cái đơn vị lớn vậy cũng không có phân phối việc làm. Ai, tôi sợ ông rồi. Thôi tôi viết một cái địa chỉ, hãy tới sở thất nghiệp hỏi người ta đi. Đừng có viết tiếng Anh, tôi đọc không hiểu. Được rồi, để tôi viết chữ tàu cho. Nếu mày muốn đi kiếm việc làm thì mày đi làm đi, ta không làm đâu. Con người của tư xã này lên voi xuống chó mà. Canh ba thì nghèo, canh bốn thì giàu. Chỉ trong một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Dương chủ tịch, ông có thể cho biết cuộc đấu?
Đại hội sẽ tổ chức những cuộc đấu lẻ để thu hút những mầm non thế giới tới tham dự. Tiền thưởng lần này tới 10 triệu đồng lận. Nè, cái này mới dễ nghe đó. Tay của mày mạnh vậy, mày tham gia đi. Có nhiều thứ tôi đây muốn hỏi thăm. Nói. Kiếm chỗ nào cái đồ xe lớn như vậy để che lại cái thắt lưng vậy hả? Cái này gọi là mini jeep, chứ không phải là ruột xe của cụ Trần ở kế bên đó. Tại sao lại ăn cắp của cụ Trần kế bên vậy? Tao thích ăn cắp. Ây da, mày nói chuyện sao vô lương tâm quá vậy? Mày liền quần áo của tao xuống đường. Tao đã còn cái gì để mặc? Không lấy của cổ, không lẽ lấy của mày? Mày có muốn tao lấy của mày hay không? Mày lấy của cô Trần đi. Nên tao mới lấy của cổ. Mày nói cũng đúng lắm. Chuyện gì vậy? Bị cái gai đâm đít, làm ơn lấy giùm tao đi. Nói thật cái nói chơi đây, tao khiều giùm mày, tự mày khiều đi. Tao lấy được thì cần gì phải nhờ mày? Làm ơn lấy giùm tao đi, làm ơn làm phước kiếm đồ giùm tao nhanh lên. Trời trả báo mày đó. Mày xuống bếp làm gì? Thì mày muốn tao khiều, tao lấy cái nĩa ra để khiều. Đâu cần lấy nĩa. Đứng vô đi. Ê da, sao thúi quá vậy? Của tao thúi, của mày thơm hả? Công việc hồi nãy thì hay quá hả? Cái nĩa của mày lục quá vậy? Tao kiếm không được cái nĩa cho nên dùng cái muỗng. Hả? Cái muỗng? Hai người làm gì vậy? Không gì. Tôi khiêu cái chỗ đó dùm cho nó. Phi do là bắt cái chân bay bả công hành đừng có coi con. Đi đi, đi đi, mau, đi. Quan nhị ca, phù hộ cho tôi sớm ngày vinh quang về làng. Bằng không không có mặt mũi gặp phù lão quan đồng. Tôi phải tìm lại đại kiệt. Phù hộ, phù hộ. Quan nhị ca, xin phù hộ lưu vị đại ca trong phòng kia cải tạo quy chánh, sau này có thể làm ăn đàng hoàng. Tối nay đỡ một chút, dùng giấy vệ sinh không bị cộm, có lẽ ngủ ngon hơn. Ra đây, ra đây đi. Mày dục hết đồ của tao, bây giờ mặc đồ của mày giống như thằng Hề vậy. Quần áo của tao không phải Hề đâu, là tại mày Hề cho nên mới giống thằng Hề thôi. Mày đi chết đi. Tao chưa có chết đâu, chút nữa người ta không mướn mày, lúc đó mày mới chết đó. Bánh cuốn rất nóng, rất dai đây. Xíu mại bánh bông lan đây. Ngon lắm, mua vô, mua vô. Mua vô đây. Ê. Anh à. Chàng chút. Đồ mất dây. Lẹ tay thì còn, chậm tay thì hết. Mua vô, mua vô. Mua vô, mua vô, mua vô. Dừng xe. Ngừng xe cái gì? Tôi là quả tiễn tầm xa mà. Tránh ra. Thằng này điên rồi. Quay, bộ muốn bị đuổi hả? Đấy lại như vậy là không rao tên các món tiệm sắm. Vậy đâu có được. Gọi tên hả? Không giống mèo, không giống chó, các bà các cô đều thích đây. Cái gì các bà các cô đều thích chứ? Coi nè. Là đồ chua các bà thích mà. Không phải mèo, không phải chó là gì vậy? Thì là gì cá? Wow, nói chuyện gì kỳ cục quá vậy? Quê của mày ở đâu? Quê của tôi ở đâu, mắc mới gì ông? Ông tới đang điểm sắm mà. Ê, không được có xíu bại, xíu bại gì cá. Mà còn có cả sườn nữa. Ê, mày để bên kia đi. Các ông muốn ăn gì hả? Để tôi mang ra. Mời tự nhiên nha. Bánh cuốn, bánh cuốn đây, bánh cuốn. Bánh cuốn. Thanh Lương, gần đây ở trên lục soát các giao, anh cũng biết mà. Chúng ta mặc cả, đổi được lối khác đi. Chia địa bàn ra. Mỗi địa bàn đều có ký hiệu. Được lắm, không mắc to. Lúc trước tao cũng giúp cho mày kiếm được bao nhiêu tiền. Ngày hôm nay phải để cho tao ăn cái dĩa thịt bò kia chứ. Nếu như ông ăn thịt bò của tôi làm sao trả lời với đàn em của tôi đây? Mày tố tao hả? Bộ mày tưởng cản chân của tao ở tại Tây Hoàng giỏi lắm sao? Phải rồi, đúng rồi, nói như vậy. Kẻ như ôm nhào chết chung thôi. Nếu như tôi ăn thịt bò này, tôi chia hai cái đồng gà ở dưỡng giác cho ông. Đồng gà thật cũng có gì? Nè, cùng lắm tôi cho mày thêm ba chiếc chè hột sen tháng trước từ Việt Nam trở qua nè. Chè hột sen hả? Ăn thua cái gì? Tôi có bánh nhân khóm nữa kìa. Đừng có nói thêm nữa. Ráng một chút xíu cho ông đó, một dĩa hủ tiếu xào thịt. Ông biết ba cái bột này đáng giá cỡ nào. Bây giờ được cái dĩa bột cho ông rồi, không đủ hả? Cho thêm hai cây cải nữa. Cây cải đó thì ăn thua cái gì đây? Không có ý gì hết, có một chút màu mè cho dễ coi thôi. Xê, không mất to. Tao quen mày mười mấy năm, mày không biết xoay trở chút nào hết á. Được rồi, dĩa thịt bò này đây, chúng ta mỗi người phân nữa.